Dạ, hello, em xin chào cô chú anh chị Hoa Lan trên toàn quốc nha. Nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa cát sưu tầm để cô chú anh chị mình có thể cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà. Đầu tiên ở đây em có một cái hướng một thân giữa. Cây này là cây hắc tướng lưỡi trắng ngà. Hôm qua em có chia sẻ một cái khóm hướng đầu á cả nhà. Đó. Có khách chốt rồi thì hôm nay em còn một cái hướng một thân giữa đây nè, em chia sẻ lên cho cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái mặt hoa này á, mà mình kinh tế mình hơi eo hẹp một chút xíu thì mình có thể là sưu tầm cái hướng này, giá nó sẽ êm hơn cho cô chú anh chị sưu tầm ha. Hướng em chia sẻ là hướng một thân giữa nha cả nhà. Một thân giữa này á thì hiện tại nó còn một mắt gốc nè, còn một mắt gốc to ở đây, và ở phía bên này á nó còn một mắt nhỏ ở trên thân đây nữa, đó là nó còn hai mắt ngủ như thế này. Cái hướng này á thì nó sẽ thấp hơn cái hướng đầu, hướng thân đầu zin ngày hôm qua em chia sẻ đó. Thì cái hướng này á em chia sẻ với giá là 350 ngàn cho cái hướng một thân giữa này, em bao ship cho cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em. Hướng này là hướng một thân giữa nha cả nhà, một thân giữa. Mắt ngủ thì đây, đó, mắt ngủ thì đây nha cả nhà, đây nè, đó, mắt ngủ của nó, và phía bên này còn một mắt ngủ ở đây, đó. Cây zin á, cây nguyên zin thì nó sẽ có tới 3 mắt ngủ, tại vì cái phần ở đây nè, thân giữa thì nó sẽ có một nhát cắt như này, đó. Và cái thân này nó sẽ thấp hơn cái thân ngày hôm qua em chia sẻ, đó. Cho cô chú anh chị mình khỏi thắc mắc về cái vấn đề tại sao mà hôm qua em bán là một thân đầu zin mà 550k, còn hôm nay thân này là 350k nha cả nhà. Tại vì cái thân đó thì nó cao hơn cái thân này, và thân đó là thân zin, còn thân này là thân đã có khai thác đó, chỉ với giá 350 ngàn thôi. Rễ tách đang còn, bộ rễ cũng rất là khỏe, cái này về cả nhà mình trồng khá là ok, chỉ với giá 350 ngàn thôi, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Rồi, và ở đây em có cái hướng cây D6 số 2 này cả nhà. D6 số 2 hiện tại cái hướng này em đã trồng rễ nó bám chậu rồi nè. Vẫn chia sẻ với mức giá cũ cho cô chú anh chị mình là 650 ngàn cho cái thân này, em bao ship. Cây hiện tại đã bám rễ nha cả nhà. Đây, rễ của nó đã bò bám chậu rồi ha. 650 ngàn cho cái cây D6 số 2. D6 số 2 á thì nó là một cái cây hoa màu cam sọc, hoa màu cam sọc. Thân này em chia sẻ là một thân đầu zin, thân lớn nha cả nhà. Đây, cả nhà có thể là án chừng ở cái gang tay em đo ha. Nó được 2 gang tay nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể án chừng như vậy. Đó. D6 số 2, hoa màu dạng màu cam sọc. Rất là đẹp nha cả nhà. 650 ngàn thôi, hiện tại đã trồng ok rồi. Cái này về gửi về cô chú anh chị mình treo lên mình chăm sóc, chờ hoa thôi cả nhà. Cây phát triển đang cây em tách ra là thân đầu zin rất là đẹp luôn. Rồi, ở đây có một cái thân 351 Obama nè cả nhà. Thân này là thân đầu zin, thân này thì ấm chậu luôn rồi nha cả nhà. Thân này thì trồng ấm chậu rồi, rễ rất là khỏe rồi, rễ cực kỳ nhiều rồi nha cả nhà. Thân 351 Obama này á, thân đầu zin này thì em chia sẻ với giá là 750 ngàn 750k. Đó, 750k em bao ship, hay mình có thể gọi là 750 ngàn, em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cây hiện tại đã trồng sẵn cho cô chú anh chị mình rồi, hướng đầu zin đẹp rất là khỏe luôn ha. Đây, rất là mướt và rất là khỏe luôn, với giá là 750 ngàn, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Cô chú anh chị mình chỉ việc nhận cây khui ra kiểm tra đúng như trên video này em chia sẻ, là mình thanh toán tiền cho bưu tá luôn đó. Còn cô chú cây thì hiện tại em đã trồng sẵn rồi, rất là ok rồi, về cái này mình không phải cần làm gì nữa. Size chậu thì em trồng cái size chậu này cũng to nha, hướng 1-2 thân, mà trong cái size chậu phi 18 một gang tay nè, thì cả nhà mình khỏi có suy nghĩ về vấn đề là tràn chậu đâu cả nhà. Trồng ít nhất là phải 2-3 năm nó mới tràn nổi cái chậu này, ít nhất là 3 năm, 2 năm vẫn chưa tràn nổi đâu cả nhà, ít nhất là 3 năm đó. Và chất trồng hiện tại là chất trồng phổ thông, cây đang phát
rất là ok, rễ đang ra rất là khỏe, cho nên là mình không cần phải suy nghĩ về cái vấn đề là về phải trồng lại đâu cả nhà. Thật sự á, em nói với cả nhà mình luôn là cây hiện tại á, đã trồng sẵn như thế này rồi, cô chú anh chị mình á, về mình cứ treo lên chăm sóc như bình thường thôi, mình để nó thêm, nó lên thêm khoảng 1-2 thân nữa, lúc đó mình muốn thay chậu lại theo cái ý thích của mình thì mình nên thay. Còn hiện tại nó đang như này mình không nên thay. Có nhiều cô chú anh chị mình á, cây em đã trồng sẵn như này rồi, rất là ok rồi, cái về cô chú anh chị mình lại nhổ ra, mình đem đi trồng mà trồng cái chậu khác, trồng chất trồng khác hoặc như thế nào đó. Thật sự á, cả nhà, thì cả nhà trồng chất trồng nào cũng được hết, ok hết. Nhưng mà hiện tại em nói cho cô chú anh chị mình hiểu cái vấn đề nó như thế này nè. Tại vì cây á đang trồng như thế này, rễ nó đang xuống, đang bám chất trồng như thế này, tự nhiên cô chú anh chị mình lại nhổ cái đầu nó lên thì á, khi mình nhổ lên, cái rễ của nó sẽ cọ quẹt vào trong cái chất trồng như thế này đó. Nó có thể làm là gãy rễ hoặc là đen đầu rễ, đuôi đầu rễ. Thì khi mình trồng lại á, cây nó sẽ mất sức, tự nhiên cái cây nó sẽ đứng như vậy luôn. Có khi là mất thời gian rất là lâu cây mới phục hồi lại được đó. Cho nên có nhiều cô chú anh chị mình á, cây em đã trồng như vậy rất là ok rồi, về cái tới khi mà cây ấy á, cả nhà lại chụp hình lại cho em gửi qua, kêu em ơi cây sao về như thế này thế kia, ra là nó cứ đuôi đầu rễ, nó hư đầu rễ đó. Cô chú anh chị mình nên hiểu, nên xem lại cái vấn đề đó ha. Với cái vấn đề mà có nhiều cô chú anh chị mình hỏi em á, về cái vấn đề mà bị đen đầu rễ này nè đó. Đen đầu rễ thì nó có hai nguyên nhân, là có thể là do chất trồng hoặc là nguồn nước và phân bón đó. Nguồn nước và phân bón hoặc là chất trồng, cô chú anh chị mình nên để ý kỹ ha. Khi mà cây đang ra rễ vậy nè đó, nó đang ra rễ xanh đẹp như cái rễ này nè, mà nó chạm xuống chất trồng, cả nhà thấy đen đầu rễ, đuôi đầu rễ, không phát triển rễ nữa, thì cả nhà nên, cái điều đầu tiên là mình nên xỏ hết ra, thay lại chất trồng, cho dù là chất trồng đó mình vừa mới trồng đó, nhưng mà khi mà rễ xuống nó đen đầu rễ, mình cũng nên thay lại đó. Sau khi mình thay lại chất trồng rồi thì mình để ý lại cây xem nó phát triển như thế nào đó, và mình nên kiểm tra lại nước tưới. Còn nếu mà nước tưới ok ổn định hết thì mình nên kiểm tra lại phân bón. Khi mà cây mới trồng này nè, thì thứ nhất á, cô chú anh chị mình không nên xịt phân luôn, không nên xịt phân. Hoặc nếu cô chú anh chị mình có xịt phân, mình nên đi một cái hàm lượng phân nó rất là thấp đó. Tại vì cây vừa mới trồng bộ rễ nó vừa mới ra, cả nhà phải để cho nó có thời gian để nó ra cái rễ, nó bám chất trồng và nó ok cái đã, mình hẳn xịt phân. Tại vì rễ nó đang còn rất rất là non, nó rất dễ là mẫn cảm. Cả nhà mình xịt phân vô hàm lượng cao, hoặc là cây nó mới á cả nhà, xịt vô một cái là nó phân nó có thể là làm cháy đầu rễ luôn. Cho nên là mình về á, những cái chậu như này về á, cô chú anh chị mình nên treo ra bình thường và tưới nước thôi, không nên xịt phân. Để tầm vài tuần cây đã như thế này rồi, nhưng mà mình cũng nên để vài tuần, để một tuần hoặc hai tuần sau mình hẳn đi phân lại đó. Hoặc là cây đã trồng sẵn như thế này rồi, về cô chú anh chị mình cứ treo lên như vậy, mình để tầm nó có thể là lên thêm một thân nữa đó, tới khi mà nó lên thêm một thân nữa ok rồi, thì cả nhà muốn thay chậu hoặc làm như thế nào, lúc đó cả nhà thay chậu lại. Thứ nhất là cây nó đã rất là khỏe rồi, tại vì nó đã lên thêm một thân nữa. Thứ hai, khi mà nó lên thêm một thân nữa thì cái bộ rễ bên trong của nó rất là mạnh và rất là khỏe rồi, thì mình có thể thay lại rất là ok. Trừ khi mà khi cây gửi về cô chú anh chị mình á, nó bị xảy ra vấn đề là do bên thứ ba, là bên vận chuyển, nó làm bể chậu hoặc là xúc sổ, thì mình nên trồng lại. Còn không, mình không nên trồng lại cả nhà, cứ để tự nhiên thôi đó. Rồi thôi, tiếp theo em chia sẻ thêm vài cái mặt hoa cho cô chú anh chị mình sưu tầm ha. Đó, em chia sẻ một chút vấn đề về cái đó thôi.
có cô chú anh chị mình có thể tham khảo thêm. Nếu mà cả nhà cảm thấy không, nói chung là tùy mỗi người mỗi ý thôi cả nhà. Nói chung là em chỉ chia sẻ lên cho cả nhà mình tham khảo thôi. Tại vì có nhiều cô chú anh chị mình á, cứ thật sự là có nhiều cô chú anh chị mình làm rồi, mình làm luôn rồi, lúc đó cái mình hỏi, nhưng mà thật sự em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cô chú anh chị mình cũng không có làm theo đâu. Cho nên là em chia sẻ lên như vậy. Đó, tùy cô chú anh chị mình thôi. Cô chú anh chị nào cảm thấy là nó đúng, nó hợp lý thì mình có thể là làm theo. Còn không thì mình cứ làm theo ý của mình thôi. Tùy mỗi người mỗi ý. Đó, em chỉ chia sẻ vậy thôi nha cả nhà. Rồi, tiếp theo á, ở đây em có một cái hướng 40 độ quận 6. 40 độ quận 6. Hướng này là hướng hai thân, hai thân. Thân đầu nguyên dinh, thân sau thì có khai thác, nhưng mà ở đây vẫn còn một mắt ngủ nha. Đây nè, ở đây nó vẫn còn một mắt ngủ ở trên thân. Đó, thân sau có khai thác, vẫn còn một mắt ngủ. Thân đầu là thân nguyên dinh, hướng em mới vừa trồng. Hướng này em chia sẻ với giá là 1.200k, em bao ship 1.200k, em bao ship cho cái hướng 40 độ quận 6 này. Cô chú anh chị nào mà chưa có giống thì liên hệ với em. 40 độ quận 6 thì nói chung là nó rất rất là đẹp rồi cả nhà. Hôm qua em có chia sẻ một hướng bông nữa cả nhà. Hướng mới cắt bông á, đây nè, cái bông của nó còn ở đây nè cả nhà. Đó, 40 độ quận 6 thì nó cực kỳ đẳng cấp và cực kỳ VIP rồi. À, tiếp theo ở đây em có một cái hướng mã sổ 50, mã sổ của đài. Hướng này là hướng hai thân đầu dinh bông. Em tách trồng lại. Hướng này thì em chia sẻ cho cả nhà mình, sale cho cả nhà mình cái hướng này là 1.000k, em bao ship thôi. 1.000k cho cái hướng này em bao ship. Cô chú anh chị nào mà cảm thấy ưng ý thì liên hệ với em. Hai thân đầu zin, thân bông em tách ra nha. Cái này là hôm trước em uống bông nó bị gãy. Nó bị gãy cái bông, cho nên là em cắt bỏ luôn và em tách ra em trồng lại luôn nha cả nhà. Hiện tại á, cái hướng em trồng là nó đang bắt đầu nhú rễ con nè cả nhà, thấy không, rễ tơ nó đang nhú ra khá là nhiều rồi nè. Đó, hướng hai thân đầu zin, thân khỏe, ok. 1.000k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em. Cuối cùng trong cái video hôm nay á thì em chia sẻ cho cả nhà mình thêm một thân cây BN73. Cây này hôm qua em có chia sẻ và có cái hướng bông em có quay lên cho cả nhà mình xem đó cả nhà. Cây này thì hoa nó rất là to. Hoa cây này á nó đạt 17 cm lận cả nhà. Hoa cây này nó đạt 17 cm lận. Cây này á thì cái nó có tới 3 mắt ngủ lận. Cây này á cả nhà. À, nói chung là tùy thân nha cả nhà, tùy thân. Có thân nó lại có tới 4 mắt ngủ lận cả nhà. Nhưng mà cái thân này nè, thân này thì nó chỉ có 3 mắt ngủ thôi. Cây này em để ý cái cây này rất là nhiều rồi. Cây này thì nó có thân nó lại lên tới 4 mắt ngủ. Nó tùy thân. Đó. Cái thân này thì nó chỉ có 3 mắt ngủ thôi. Đây nè, một cái mắt lớn nè. Tuy là mắt nó nhìn nó rất là to nhưng mà nó lại ôm dính vô trong thân luôn nha cả nhà. Đây nè, cái mắt ngủ nó ngay tay em chỉ nè, một mắt ngủ nè. Ở đây có một mắt ngủ nữa nè, là hai mắt ngủ nè. Và ngay đây một cái mắt ngủ nè cả nhà. Ngay đây là cái mắt ngủ của nó cả nhà. Nhưng mà nó ôm dính vô thân luôn. Cả nhà phải nhìn trực tiếp vô như thế này nè thì cả nhà mới thấy được. Có những cái cây á, cái mắt ngủ nó lên y như này luôn nè cả nhà. Tuy là mắt ngủ gốc luôn á. Đây nè, như cái mắt ngủ gốc này nè. Đó. Nó lên là nó ôm dính sát vô trong thân luôn. Đó, cô chú anh chị nào mà chơi nhiều rồi á, mình nhìn mắt ngủ nhiều rồi á thì mình mới dễ phát hiện ra. Còn có nhiều cô chú anh chị mình á chưa có tiếp xúc về cái cây cát nhiều á. Đó, có nhiều cô chú anh chị mình về hỏi, ủa sao không thấy mắt ngủ đâu hết em. Thân đầu thì luôn luôn phải có mắt ngủ cả nhà. Đó. Nhưng mà tùy theo từng loại, cả nhà cứ để ý cây ở vườn mình á. Cả nhà cứ để ý tùy theo từng loại cả nhà, không phải loại nào nó cũng như loại nào. Có loại mắt ngủ nó sẽ rất là to, có loại á cái mắt ngủ nó nhỏ xíu á, nó nhỏ như cái hạt gạo thôi. Đó. Và có loại cái mắt ngủ á nó sưng to ra, nó đẩy hẳn ra ngoài thân luôn. Cả nhà nhìn là nó dư ra ngoài thân luôn. Đó. Còn có những cái mắt ngủ á, nó bám dính sát vô trong thân, nó bằng với cái thân luôn. Cả nhà để ý á, nó chỉ có một cái dấu chấm bằng cái hạt gạo nó nổi lên thôi, còn lại là nó dính sát vô trong thân luôn. Cho nên là cô chú anh chị mình nên để ý thêm về cái vấn đề đó. Đó.
À, rồi riêng cây này thì nó có tới 3 mắt ngủ đó. Mắt ngủ em lại chỉ trên đây cho cô chú anh chị mình xem luôn rồi đó cả nhà. Đó, cái hướng này là hướng một thân đầu zin, một thân đầu zin nè, thì em chia sẻ với giá là 1.500k em bao ship cho cái thân đầu zin này. Thân này là thân lớn nha cả nhà, nó cao bằng cái móc rồi nè cả nhà. Đó, nó cao bằng cái móc thì cả nhà biết rồi ha, nó là thân đầu zin lớn. Cây này hoa rất là to, hoa nó đạt 17 cm. Em sáng nay em có úp cái hình cái bông mà nó bị dập bị tàn rồi á, mà em đo cái cây thước á, em có úp trên Zalo á, cả nhà có thể là lên vào Zalo của em để xem tham khảo đó. Bông là chuẩn 17 cm cho cô chú anh chị mình luôn, to tròn đẹp, rất là đẹp luôn cả nhà. 1.500k cho thân đầu này thôi đó. Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em. Rồi, trong cái video hôm nay em chia sẻ vài cái mặt hoa cái sưu tầm như vậy. Cô chú anh chị nào yêu thích mặt hoa nào thì mình cứ nhấc máy lên liên hệ theo số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Rồi.